Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 7 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được lực lượng công an triển khai trong năm 2019. Ký ức qua 40 năm của những chiến sĩ tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Lâm Đồng phụ thu tối đa 60% giá cước vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Xe hết đát, khó kiểm soát. Guitar trên cao nguyên xanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay 7 tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018, triển khai chương trình nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo tổng kết công tác công an trong năm 2018 cho thấy, Công an tỉnh đã chủ động xác định các mặt công tác trọng tâm và đột phá trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã khởi tố 690 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt trên 1.000 đối tượng, gọi hỏi răn đe hơn 8.800 lượt đối tượng nổi về hình sự, ma túy. So với năm 2017, án chung tăng trên 13%, trọng án giảm 50%, tội phạm giết người giảm 46%. Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện khởi tố nhiều vụ án liên quan đến tham nhũng chức vụ, cũng như tội phạm liên quan đến ma túy, chủ động làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài, xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Hội nghị đã nghe các tham luận của các đơn vị, địa phương, các phòng chức năng, công an tỉnh liên quan đến công tác công an năm 2018 và những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã biểu dương ghi nhận những thành tích của lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ ra những vấn đề cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Trong đó, phải nhận thức tốt vai trò, trách nhiệm và yêu cầu của công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để đột xuất bất ngờ, tạo môi trường xã hội ổn định, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và xây dựng lực lượng công an Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, từng bước chính quy, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân. Trước mắt, tập trung lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Dịp này, Chủ tịch nước đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Công an thị trấn Đạ Tẻ. Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu cờ thi đua cho 3 tập thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tặng danh hiệu quyết thắng cho 13 đơn vị cơ sở, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Trước đó, trong sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và khai mạc hội nghị. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1, gần 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo cấp ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành và các đơn vị chuyên môn quán triệt các chuyên đề về áp dụng công tác khoa học tư duy hệ thống trong công tác kiểm tra giám sát, thích ứng với tình hình thực tiễn hiện nay. Một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân, công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, thẩm tra xác minh trong công tác kiểm tra đảng, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, công tác giám sát của đảng. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh hội nghị tập huấn nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thành viên Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy nắm vững hơn nghiệp vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra.
Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 1, ngày Việt Nam giúp nhân dân Campuchia giải phóng đất nước, thoát khỏi họa diệt chủng do Khmer Đỏ gây ra. Cách đây 40 năm, với sự nghiệp quốc tế cao cả, những người lính Việt Nam vừa bước ra khỏi cuộc chiến vĩ đại giải phóng dân tộc, họ lại lên đường đi giải phóng Campuchia. Với những người lính Lâm Đồng, nhìn lại cuộc chiến ai cũng bồi hồi xúc động. Ký ức những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Những bức ảnh này đã phai mờ, nhưng đó là kỷ niệm không thể quên của cựu chiến binh Nguyễn Đức Hòa trong thời gian ở Campuchia. Năm 1979, ông là lính của Trung đoàn 7, Sư đoàn 310, Mặt trận 779, Quân khu 7, được điều động lên Trung đoàn 250, Sư đoàn 309, Mặt trận 479, tham gia chiến đấu chiến trường Tây Nam. 6 năm sau đó, ông và các đồng đội của Trung đoàn tiếp tục lên đường sang Campuchia giúp bạn xây dựng đất nước. Trong khoảng thời gian 10 năm, với những trận đánh khốc liệt từ Thái Lan và nội địa Campuchia, các căn cứ lõm, xây dựng tuyến K5 đường tuần tra biên giới, rồi từ Oda đến Serda, Kamelai thuộc tỉnh Bắc Thambong. Đơn vị của cựu chiến binh Hòa đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhớ lại ký ức, ông luôn xúc động. Đóng quân ở những kỳ vị trí, thì địa hình khắc nghiệt như Kamelai, người ta bị là voi già cũng phải rụng lông. Đấy. Cho nên hàng năm ấy, vào mùa mưa, hàng trăm ca sốt rét đặc tính, sốt rét đại huyết của tổ, mà thường là cứu được 70% về cái cách đánh của lực lượng Pol Pot thì ngoài cái đánh là cái tập trung đánh du kích sau này đó là nó là tập kích vào lực lượng ta, nhưng mà chúng ta sau khi rút kinh nghiệm trên toàn tuyến trong từng trận đánh, trong từng chiến dịch thì chúng ta đã tiến hành là mở những cái chiến dịch là tiến công thần tốc. Đấy. Thì lực lượng về phía Nam như khu vực Tây Ninh thì có sư đoàn 10, sau này là có quân đoàn 4 và các cái đơn vị lực lượng của quân khu 7 tham gia là trong kỳ chiến dịch là tiến công là năm 79 để giải phóng Long Bình, thì trong đó là có đơn vị. Với đại tá Trần Chiến hiện là phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, đất nước Campuchia luôn để lại ký ức khó quên. Năm 1981 được cử cùng với đoàn chuyên gia Việt Nam sang tỉnh Situngcheng, Bắc Thambon, Campuchia giúp bạn tái thiết đất nước. Tuy nhiên giai đoạn này, địa bàn đơn vị đóng quân ở Campuchia tình hình hết sức nguy hiểm, bởi lực lượng Pol Pot vẫn còn len lỏi ẩn nấp lân cận, sẵn sàng xả súng và lôi kéo người dân chống lại lực lượng quân đội Việt Nam. Vì vậy, để hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng, đó là tuyên truyền nhân dân và xây dựng lực lượng cách mạng của các tỉnh này, đòi hỏi sự quyết tâm cao và sự khôn khéo của bộ đội. Thời điểm mà chúng tôi sang đó bên đất bạn đó thì cái cảnh hoàn toàn sau chiến tranh thì vẫn còn hiện hữu. Có nghĩa là người dân Campuchia là cũng đang trong cái cảnh lầm than đói khổ. Có một số là vẫn đang là ẩn náu trong rừng, chưa kịp về nhà. Lực lượng vũ trang Campuchia lúc bấy giờ thì cũng mới được kiện toàn nhưng mà còn non trẻ. Bên ngoài thì các cái bọn tàn quân Pol Pot mặc dầu đã bị là quân tình nguyện Việt Nam cùng với quân và dân Campuchia là đánh đổ, nhưng mà chúng vẫn là còn là ẩn nấu ở ngoài rừng để là tiếp tục là phá hoại, với cái hai cái nhiệm vụ chính là giúp là bạn xây dựng lại cái chính quyền non trẻ và tuyên truyền vận động nhân dân Campuchia cùng là phát triển về kinh tế rồi ổn định đó là cuộc sống gia đình. Cái thứ hai nữa là giúp bạn là xây dựng cái lực lượng vũ trang Campuchia ở tận là cơ sở trở lên đến là cấp tỉnh. Từ năm 1982 đến năm 1989, lực lượng vũ trang tỉnh đã cử 38 cán bộ chuyên gia quân sự và trên 1.000 chiến sĩ tham gia giúp nước bạn Campuchia chiến đấu chống lại nạn diệt chủng Pol Pot. Trong cuộc chiến đấu này, các đơn vị tình nguyện thuộc lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các đơn vị bạn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 4.000 tên Pol Pot và thu trên 600 súng các loại. Với quan điểm giúp bạn là giúp mình, không chỉ dành độc lập cho đất nước Campuchia, tinh thần người lính Việt Nam luôn để lại hình ảnh đẹp trước khi tạm biệt nhân dân Campuchia về nước sau ngày thắng lợi. Đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng rất phấn khởi, tức là khi bạn đã trưởng thành, tự đảm nhiệm được cái nhiệm vụ của mình. Cho nên là về phía lực lượng vũ trang của bạn ấy, thì vào thấy các cái điểm tựa, cùng điểm tựa. Còn bộ đội Việt Nam từng bước rút về phía sau,
Và quá trình tổ chức rút ấy, thì hai bên đường cờ hoa rực rỡ. Họ quý mến mình giống như con em của họ. Đặc biệt ấn tượng nhất là khi mình bộ đội mình rút quân về nước đó, thì là người già, rồi các ông, các bà, các chị, rồi các cháu, người ta đưa tiễn rất là biện rịnh. Có người ôm chặt lấy bộ đội Việt Nam mà khóc nức nở giống như là những người thân trong gia đình. Bộ đội Việt Nam là đội quân nhà Phật. Nếu không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì Campuchia không có ngày nay. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhiều lần khẳng định như vậy đối với sự hy sinh xương máu của Việt Nam để cứu giúp một dân tộc đang trong loạn lạc bởi chính sách diệt chủng. Chiến thắng này mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Campuchia nói chung và cán bộ chiến sĩ Lâm Đồng nói riêng trong những thời điểm gian khó và ngay cả trong các giai đoạn lịch sử của hai dân tộc. Cùng với giúp nhân dân Campuchia giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng do Khmer Đỏ, trong những năm qua, Học viện Lục quân đã giúp quân đội Campuchia đào tạo sĩ quan quân đội. Học viện Lục quân cho biết, song song với công tác đào tạo đội ngũ cán bộ sĩ quan cho quân đội nhân dân Việt Nam, đến nay đã có trên 600 học viên thuộc quân đội Hoàng gia Campuchia được cử sang đào tạo tại học viện. Trong đó có trên 300 học viên đào tạo hệ dài hạn, gần 200 học viên đào tạo ngắn hạn, 77 thạc sĩ và 29 tiến sĩ quân sự. Nhờ chú trọng thực hiện tốt chương trình kế hoạch đào tạo, đặc biệt bám sát các nội dung chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nên trong thời gian qua, theo đánh giá 100% học viên được đào tạo tại học viện đều tốt nghiệp ra trường, đồng thời trở về giữ các chức vụ chủ chốt trong lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia. Thông qua việc hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cho quân đội Campuchia, không chỉ góp phần khẳng định mối quan hệ đặc biệt tình thân giữa Việt Nam và Campuchia anh em, mà còn góp phần duy trì truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa quân đội hai nước. Lâm Đồng phụ thu tối đa 60% giá cước vận tải hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ấn tượng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2018-2019 là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sau khi rời cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, những chuyến hàng Tết 2019 mang theo tình cảm của nhân dân đất liền đến với Trường Sa. Điểm đến đầu tiên của chuyến hành trình là đảo Đá Lớn. Sau đây là tin điện của phóng viên Phương Trà. Đảo Đá Lớn là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hải trình đưa hàng Tết đến với Trường Sa của tàu 561. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho lãnh đạo, thì chuyến tàu này còn mang theo bánh mứt, đặc sản các vùng miền ở đất nước, thư tay đến các chiến sĩ. Những món quà này là sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên đến các cán bộ chiến sĩ ở đảo Đá Lớn. Mong các chiến sĩ có một mùa Tết đầy đủ vui tươi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về mức phụ thu giá cước dịch vụ vận tải hành khách một số luồng tuyến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung và miền Bắc, mức phụ thu tối đa 60% so với giá cước hiện hành. Các tuyến đi liên tỉnh còn lại phụ thu tối đa 40% cước giá vé. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô chỉ được tăng mức phụ thu cước giá vé tối đa theo tỷ lệ như trên, không được phép thu thêm giá cước bằng bất cứ hình thức nào. Mức phụ thu trên chỉ được áp dụng một chiều đi hoặc đến theo thời gian được quy định cụ thể cho từng tuyến. Các doanh nghiệp phải kê khai lại giá phụ thu và công khai cho hành khách biết theo quy định. Thời gian phụ thu bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tức là từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, đối với các tuyến có đầu bến từ Lâm Đồng đi miền Bắc. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tức là từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, từ Lâm Đồng đi miền Trung và Cần Thơ. Đối với đầu bến từ Lâm Đồng đi các tỉnh Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến còn lại, được phụ thu từ ngày 4 đến ngày 10 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, tức là từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 năm học 2018-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc và trao giải cho các dự án xuất sắc. Ghi nhận của phóng viên từ cuộc thi năm nay. Đây là năm thứ 11 tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, quy mô cuộc thi ngày càng được mở rộng, số lượng chất lượng các dự án ngày càng tăng. Riêng trong năm 2018-2019, cuộc thi có sự tham gia của 12 phòng giáo dục đào tạo và 49 trường trung học phổ thông cho 189 đề tài, tăng 33 đề tài so với năm học trước. Vừa qua vòng thẩm định, ban tổ chức đã chọn 93 đề tài vào vòng thi cấp tỉnh ở 21 lĩnh vực khác nhau. Nội dung thi tập trung vào 16 lĩnh vực gồm hóa học, khoa học xã hội và hành vi, khoa học môi trường, khoa học máy tính, kỹ thuật điện và cơ khí, năng lượng và vận tải, quản lý môi trường, vật lý công nghệ, v.v. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ bổ ích cho các em học sinh trung học, tạo cơ hội cho các em có điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau, đặc biệt giúp cho các em thể hiện khả năng tư duy sáng tạo, mở rộng thêm tri thức cho bản thân.
đồng thời cũng thúc đẩy phong trào giảng dạy nghiên cứu khoa học tại các trường trung học phổ thông, từ đó góp phần trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua cuộc thi này thì em cảm thấy là các bạn rất là tài giỏi, nhiều bạn là chọn những đề tài mà em nghĩ là không, với thực lực của học sinh tụi em là không thể làm tới, nhưng mà các bạn vẫn làm được. Qua đây thì em cũng học hỏi được nhiều điều là phải mạnh dạn tự tin đề xuất ra những ý kiến của riêng mình để mà chia sẻ với người khác để người khác biết. Mà mong muốn của em vào thực tiễn là mong muốn tập tục thách cưới sẽ trở nên đơn giản hơn, gọn nhẹ hơn, mà gia đình nghèo cũng có thể làm được, với lại là nó sẽ góp phần làm cải thiện kinh tế của gia đình của đồng bào em. Đề tài của em có tên là hệ thống lọc nước tự động bằng năng lượng mặt trời. Dạ, thì là đề tài của em thì là sử dụng ánh nắng năng lượng từ mặt trời để chuyển hóa quang năng thành nhiệt năng, cũng như là chuyển hóa quang năng thành điện năng cung cấp cho hệ thống hoạt động, và cái nguồn năng lượng từ tấm pin năng lượng mặt trời đó tích vào ắc quy thì mình có thể là sử dụng chạy điện trong gia đình, cung cấp nguồn điện cho các thiết bị khác. Qua cuộc thi thì là em cảm thấy mình đã được giao lưu và tiếp thu với được nhiều kiến thức hơn từ những đề tài của các bạn cạnh tranh rất là cao ạ. Em thì là ở vùng sâu vùng xa thì là khả năng tiếp cận với các thông tin thì nó cũng khó khăn hơn, với lại là việc mua các thiết bị này kia thì nó cũng khó khăn hơn rất là nhiều với các bạn, vì là mình ở xa, mình mua các thiết bị thì là phải qua đường bưu điện hoặc là đường vận chuyển xe thì tốn nhiều thời gian và chi phí hơn. Hầu hết các dự án tham gia cuộc thi đã thể hiện được tính sáng tạo, có sự đầu tư nghiên cứu công phu, phương pháp nghiên cứu khoa học và sản phẩm có giá trị thực tiễn. Các dự án đều xuất phát từ ý tưởng quan sát thực tế. Học sinh dự thi đã vận dụng những kiến thức lý thuyết của các môn học trong nhà trường để giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Qua đó đã thực sự tạo được môi trường nghiên cứu khoa học một cách thực tế, năng động của học sinh phổ thông. Các dự án có cái chiều hướng là áp dụng mà giải quyết các vấn đề trong thực tế gắn với cuộc sống. Bên cạnh đó thì lĩnh vực khoa học xã hội hành vi cũng là một cái chiều hướng mà các em đang hướng vào để giải quyết những cái vấn đề khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Vùng sâu vùng xa như ở Đam Rông, Cát Tiên, Đạ Tẻ, Đạ Oai, Bảo Lâm đều có dự án tham gia. Đây là một cái thành công của chúng tôi trong cái việc là không chỉ tập trung ở các trường ở vùng thuận lợi mà các trường vùng sâu vùng xa cũng đã nhận thức rõ được cái việc là triển khai cái hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường học sẽ gắn liền với cái việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học đánh giá trong trường học, sẽ góp phần cho cái việc thành công cho cái triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian sắp đến. Chúng tôi sẽ có cái tạo điều kiện cho các em, hỗ trợ cho các em, tư vấn cho các em hơn nữa để chuẩn bị về cái nội dung cũng như là các điều kiện cần thiết để cho các em tham dự các kỳ thi của quốc gia cho đạt kết quả cao. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 60 giải cho các đề tài, trong đó 4 giải nhất thuộc về em Tu Prong Nai Diên, trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Đức Trọng với dự án học sinh dân tộc Chu-ru với tập tục thách cưới cho đồng bào dân tộc Chu-ru. Em Nguyễn Quang Huy và em Phùng Trọng Nghĩa đến từ trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt với dự án nghiên cứu nâng cao hiệu quả xạ trị ung thư phổi bằng hỗn hợp nano liposol. Em Đào Anh Hào và em Đỗ Hoàng Hiếu đến từ trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long Đà Lạt với dự án cánh tay giả hỗ trợ người khuyết tật sử dụng cảm biến cơ bắp, và dự án hệ thống nhà kính sử dụng năng lượng mặt trời của tác giả Nguyễn Việt Hùng đến từ trường trung học phổ thông Đơn Dương. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 13 giải nhì, 20 giải ba và 23 giải tư. Từ những đề tài đạt giải xuất sắc nhất trong năm nay sẽ được chọn tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam năm 2019 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 tới. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Nhằm hưởng ứng phát động năm an toàn giao thông 2019, ngày 6 tháng 1 tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông. Ngày hội đã thu hút được gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đến từ các trường cao đẳng, trung học phổ thông, các đơn vị đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố tham gia. Với nhiều hoạt động như hội thi tuyên truyền đoàn viên thanh niên với văn hóa giao thông, Black Smoke thanh niên, tập huấn kiến thức pháp luật và thi lái xe an toàn, dịch vụ hỗ trợ đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin. Qua ngày hội đã góp phần nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên khi tham gia giao thông.
Sáng ngày 7 tháng 1 tại thành phố Đà Lạt, công ty xăng dầu Lâm Đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn Ga Petrolimex Sài Gòn tổ chức giới thiệu sản phẩm và ký kết biên bản với các nông hộ về việc tài trợ thiết bị bếp đốt ga diệt mầm cỏ, mầm bệnh và nấm. Theo đó, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho các nông hộ bộ thiết bị bếp đốt bao gồm giàn đốt và các bình chứa ga, đồng thời bán ga của hãng Petrolimex. Các thiết bị này đốt đất để tiêu diệt cỏ nấm và mầm bệnh, cơ động gọn nhẹ, chi phí đầu tư thấp và phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ của hộ gia đình, có thể gắn trên xe đẩy tay hoặc là xe máy cày. Nông dân cam kết chỉ sử dụng sản phẩm ga Petrolimex do doanh nghiệp cung cấp. Doanh nghiệp sẽ thu hồi thiết bị nếu nông dân không có nhu cầu sử dụng, không mua ga Petrolimex. Đây là giải pháp diệt trừ mầm bệnh mầm cỏ mà không phải dùng đến hóa chất, nhằm giảm thiểu những tác động về ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước. Xe hết đát khó kiểm soát. Theo số liệu của Cục Đăng Kiểm, cả nước có hơn 24.500 ô tô, trong đó có hơn 2.600 xe khách và 21.800 xe tải hết hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo quy định, xe hết niên hạn không được tiếp tục lưu thông, nhưng hiện còn tới hàng trăm ngàn xe hết đát vẫn tham gia giao thông. Đây là những loại xe không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, luôn ẩn chứa nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, thế nhưng lại rất khó kiểm soát. Xe hết đát đang là mối ẩn họa đối với an toàn giao thông. Đây là chiếc xe tải 2,5 tấn. Đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 4 năm 2016, nhưng hàng ngày vẫn chở vật liệu xây dựng quanh khu vực sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Dù đã hết hạn đăng kiểm 2 năm nay, nhưng chưa bị xử lý vi phạm lần nào. Đây chỉ là một trong hàng chục nghìn chiếc xe hết niên hạn đang được đưa về các miền quê, vùng sâu, vùng xa để tận dụng chở vật liệu, thậm chí còn chở cả hành khách. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập, còn lái xe mặc nhiên sử dụng dù đã biết xe hết niên hạn. Mua nhưng mà về đấy thì lại có thỉnh thoảng chạy có trâu tháng 2 lần nhưng có gì đâu. Có phải em lưu thông trên đường gì đâu. Không lưu thông trên đường mấy, nói thật nên chửi đi vào xóm thỉnh thoảng. Mình chạy quanh xóm. Biết là bây giờ nó cũng khó khăn thì cho nên là cũng chạy tạm thôi chứ còn nó không có gì cả. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, những chiếc xe này sau nhiều năm sử dụng, kết cấu và các trang bị của phương tiện đều đã quá cũ, lỗi thời và không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Nên nếu tiếp tục tham gia giao thông thì rất nguy hiểm và tăng nguy cơ gây tai nạn. Xe mà đã hết niên hạn sử dụng hoặc là quá hạn kiểm định thì có khi mà vẫn tham gia giao thông ấy, thì gây ra tiềm ẩn rất nhiều cái nguy hiểm. Theo quy định, trường hợp cố tình đưa các phương tiện hết niên hạn sử dụng lưu thông, chủ xe sẽ bị áp dụng mức xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Nhưng những xe hoen gỉ, không đảm bảo kỹ thuật vẫn lưu hành. Cái hoạt động của phương tiện thì họ cũng không nhận thức được cái việc đó. Chính vì vậy mà nó vẫn còn tồn tại những cái phương tiện mà hết niên hạn sử dụng thì được chuyển vào các cái vùng sâu, vùng xa. Họ hoạt động ở đó thì nó không có cái sự kiểm soát. Nói không có thì không phải nhưng mà rất ít. Thế rồi là cái việc mà khi có cái kiểm tra đó thì họ cũng đều phát giác được và đều có cái trốn tránh. Việc loại bỏ xe hết niên hạn sử dụng trên cung đường cần sự quyết tâm của ngành giao thông, đăng kiểm và công an. Đặc biệt, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng, chính quyền địa phương trong ý thức không sử dụng loại xe này. Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục An ninh mạng Bộ Công an triệt phá 3 tụ điểm cờ bạc trá hình bằng máy trò chơi, tạm giữ 49 đối tượng, trong đó có 23 người nước ngoài tại thành phố Lào Cai. Sau một thời gian thu thập tài liệu, ngày 6 tháng 1, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng an ninh điều tra, an ninh kinh tế, an ninh đối ngoại, Công an thành phố Lào Cai, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện bắt quả tang tại số nhà 067, 060 và 054 thuộc tổ 1 phường Lào Cai đang có hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau cùng với các máy đánh bạc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có 131 máy đánh bạc các loại, trong đó chủ yếu là máy trò chơi xanh đỏ, trò chơi hoa quả và máy bắn cá. Cách đây một tháng, tôi được một người đàn ông nhận vào đây làm. Nội dung công việc là lên điểm cho khách và cuối ngày tôi sẽ thu cái tiền đấy để đưa cho một người đàn ông. Với công việc như thế, lương của tôi là 6 triệu một tháng. Tôi đã sang đây từ 2 ngày trước. Tôi đã sang đây nhiều lần và chỉ chơi ở quán này vì có nhiều trò chơi tôi thích.
Theo điều tra ban đầu, các con bạc đến chơi sẽ nạp thẻ với tỷ lệ quy đổi theo thỏa thuận. Khi kết thúc, các con bạc có thể đổi điểm tương đương ra tiền mặt. Hiện cơ quan chức năng công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cùng đến với câu lạc bộ guitar của các bạn sinh viên trường Đại học Đà Lạt để kết nối niềm đam mê âm nhạc là thông tin sẽ có trong phần cuối của chương trình thời sự tối nay. Đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha, cất vang cùng lời ca. Lời bài hát cây đàn sinh viên của nhạc sĩ Việt Quang đã trở nên quen thuộc và gắn bó với sinh viên suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Không chỉ có thế, cây đàn guitar còn kết nối nhiều người gần hơn với niềm đam mê. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự tại câu lạc bộ guitar ở trường Đại học Đà Lạt. Có thể nói, sau những giờ học căng thẳng, thì chính những buổi gặp gỡ sinh hoạt cùng những người yêu thích đàn guitar như thế này thật có ý nghĩa. Với nhu cầu thực tại, nên sau 3 tháng tập hợp những bạn sinh viên cùng yêu thích loại nhạc cụ này, thì giữa tháng 12 vừa qua, câu lạc bộ guitar của sinh viên trường Đại học Đà Lạt chính thức được thành lập. Cứ đều đặn 2 buổi một tuần, 46 thành viên trong câu lạc bộ guitar lại họp mặt cùng nhau để được giao lưu. Trong số này, có 8 thành viên đã qua trường lớp học về guitar, nên đã chỉ lại cho những bạn chưa biết. Tùy vào sở thích và năng khiếu của mỗi bạn, nên chủ yếu guitar được sử dụng gồm loại 6 dây phổ biến và loại 4 dây. Không chỉ được biết thêm về một loại nhạc cụ, mà mỗi thành viên trong câu lạc bộ còn có cơ hội được tham gia vào các buổi giao lưu sinh hoạt của trường. Không chỉ thế, cũng từ môi trường này, nhiều bạn sinh viên đã tìm được việc làm thêm ngoài giờ lên lớp. Từ hồi nhỏ là đã thích, rất là thích guitar rồi, nhưng mà điều kiện gia đình là không cho phép. Nên là từ khi em biết được câu lạc bộ guitar thì em đã xin tham gia và được học hỏi guitar từ các anh chị rất là nhiều. Cái lúc mà em tham gia thì câu lạc bộ đã hỗ trợ em rất nhiều. Ví dụ như là cho em mượn đàn hoặc là bài nhạc lý cho em. Rồi dần dần thì hiện tại em đã có thể đánh được những bài đơn giản. Hoặc là có thể vừa điểm đàn vừa hát. Ngoài những buổi sinh hoạt cùng nhau, thì câu lạc bộ guitar của trường Đại học Đà Lạt còn hướng các thành viên đến công tác thiện nguyện. Minh chứng điều đó chính là vào những ngày cuối năm, các bạn lại rất tất bật gom các vật dụng, quần áo để phân loại. Sau đó chuyển đến tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ cùng đón một cái Tết ấm áp. Câu lạc bộ chỉ có mình em và có một số bạn biết đàn guitar, thì tụi em đã liên kết lại với nhau và chia nhau ra. Thì như em có thể là em dạy bên mảng ukulele, thì các bạn khác có thể chia nhau từng nhóm nhỏ ra để dạy lại cho các bạn chưa biết về guitar. Tết thì câu lạc bộ em cũng sẽ tính là các bạn sẽ làm một cái bữa cơm từ thiện, trong là mình nấu và các bạn tự câu lạc bộ với nhau, các bạn tự nấu lại rồi các bạn cùng nhau đi ra và công tác xã hội và phát cho các những người vô gia cư trên tại Đà Lạt của mình. Tại vì cái hoạt động đó em thấy có ý nghĩa. Và cái thứ hai là tụi em sẽ liên hệ với những cái đơn vị như là hội người mù hay là những trại trẻ mồ côi để tụi em có thể là diễn văn nghệ. Tụi em dùng một cái những cái tiết mục văn nghệ mà tụi em tự tập được thì tụi em có thể diễn để góp vui cho các trẻ em. Ngoài đồng ra là tụi em có thể là quyên góp những cái đồ từ thiện đó để tụi em có thể giúp cho những trẻ em nghèo để có một cái xuân họ cảm thấy ấm áp và vui vẻ hơn. Ngoài câu lạc bộ sáo trúc thì giờ đây trường Đại học Đà Lạt đã có thêm câu lạc bộ guitar. Từ môi trường này giúp các bạn thỏa sức với niềm đam mê và cũng là định hướng mà hội sinh viên trường Đại học Đà Lạt muốn phát triển. Bởi qua đó, hội sẽ là đòn bẩy tạo thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho sinh viên. Thì đoàn trường cũng đã có những cái kế hoạch hỗ trợ các bạn. Trước tiên là cái sân chơi cho các bạn và các truyền thông đến tất cả các bạn, càng nhiều sinh viên các bạn tham gia được càng nhiều. Để tạo ra cái sân chơi cho mình. Và việc ra đời các câu lạc bộ như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho cái hoạt động của hội nhà trường, sẽ gắn kết sinh viên hơn, rèn luyện sinh viên tốt hơn và tạo sân chơi cho sinh viên được nhiều hơn. Chúng ta cần 1% là kiến thức, 14% là thái độ kỹ năng, 85% là thái độ. Thì qua việc
8 thì qua cái việc mà rèn luyện ở câu lạc bộ thì cái thái độ của các bạn trong học tập, trong cuộc sống, trong giao tiếp với bạn bè sẽ được thay đổi, từ đó kỹ năng thay đổi và các bạn sinh viên Đại học Đà Lạt sẽ tự tin hơn và sẽ hoàn thiện mình hơn. Chung sở thích và niềm đam mê, họ đã hội tụ và thành lập câu lạc bộ để rồi cùng nhau mang tiếng đàn guitar phục vụ cho những người mộ điệu cùng thưởng thức. Họ chính là những nốt nhạc xanh của ngôi trường đại học trên cao nguyên Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.